Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Suy niệm. Những lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin mừng hôm nay là một lời mời gọi. Trong mùa vọng này, ta tiếp nhận một lời kêu mời: "Hãy đến với tôi." Trong những câu đi trước đoạn văn trên, theo Tin mừng Thánh Matthêu, Đức Giêsu vừa quả quyết Chúa Cha từng mặc khải cách đặc biệt cho những người bé mọn hơn là cho những người khôn ngoan thông thái. Những ai khó nhọc và gánh nặng là những người nghèo khổ, thấp kém. Tôi có chân thành chấp nhận thái độ ưu ái của Thiên Chúa thường được lặp đi lặp lại ở nhiều chỗ không? Ai là kẻ bé mọn, kẻ khó nhọc trong cộng đoàn chúng ta? Ta có chứng tỏ cho họ thấy thái độ tôn quý, một tấm lòng ưu ái như Thiên Chúa không? Gánh nặng và sự đè nén mà hôm nay tôi có thể làm giảm nhẹ là gì? Tôi sẽ làm việc cùng với Thiên Chúa để an ủi, nâng đỡ, giúp thăng tiến và gây tạo hạnh phúc cho anh chị em tôi sao? Suy nghĩ về lòng thương xót của Thiên Chúa mời gọi ta. Đến lượt mình, dấn thân, thể hiện lòng nhân ái như Chúa. Cần mang lấy ách của Chúa, cần cùng chịu một cái ách như người để làm việc với người. Thời Đức Giêsu, những cái ách không được bào đẽo nhẵn thường làm trầy xước da cổ con vật. Ách của Đức Giêsu thì dễ mang, nó không làm trầy da tróc vậy. Khi Đức Giêsu loan báo một thứ ách nhẹ nhàng, người muốn dẫn ta bước vào một thứ tôn giáo mới, một tôn giáo dễ thở. Nhiều khi tôi thuộc loại người mà hôm nay vẫn còn thắt buộc gánh nặng trên kẻ khác không? Đó là bổn phận yêu thương. Khi ta yêu thương, ta sẽ chu toàn những công việc dễ dàng mà nếu không có tình yêu Chúa sẽ trở nên khó khăn hay không thể chịu nổi. Lạy Chúa, xin giúp con biết nhìn đến những gánh nặng đang chất đè trên vai các anh chị em con. Xin giúp con luôn sáng suốt để biết nhận ra những gì đang đè nén kẻ khác, đang gây sầu khổ cho một số người nào đó. Thank you.